Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến, xin được chào ngày thứ hai đầu tuần. Hôm nay thứ hai mùng 9 tháng 9 năm 2024, xin được gửi lời chúc mừng một tuần mới đến tất cả quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Xin Chúa ban niềm vui, sự bình an, ân sủng và sức khỏe cho tất cả chúng ta. Nhất là xin Chúa ban cho chúng ta có sức mạnh của Chúa, để trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta vẫn sống vui tươi, làm sáng danh Chúa và làm được nhiều việc lành. Chúng ta học hỏi 5 câu danh ngôn sáng hôm nay. Sáng hôm nay sau khi dâng lễ xong thì con cũng đi nhận một ít bánh cho các em bệnh nhân ung thư. Và nhân tiện đây thì con cũng báo đến cộng đoàn là ngày thứ tư thì cha Sắp Nang bên Campuchia qua Việt Nam để chữa bệnh, là thứ sáu ngày trở về Campuchia. Ông bà anh chị em nào có quà muốn gửi cho cha Campuchia thì cứ alo cho con, có thể là con sẽ đến lấy hay là cách nào đó thì con sẽ lấy cho ngài một chút quà cho nó vui. Chúng ta học hỏi 5 câu danh ngôn sáng hôm nay. Câu thứ nhất, mọi người khen con mà Chúa chê con thì được ích gì? Mọi người nhạo cười con mà Chúa khen con thì hạnh phúc cho con. Khi dân chúng kể xin tha Barnabas, Barnabas vẫn là kẻ trộm. Khi dân chúng la lối hãy đóng đinh nó, Chúa Giêsu vẫn là con Thiên Chúa vô tội. Đây là lời chia sẻ của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tức là khi thế gian khen chúng ta mà Chúa chê chúng ta thì là ích lợi gì đâu. Mà khi thế gian chê cười chúng ta mà Chúa khen chúng ta thì thật là phúc cho chúng ta. Và Ngài đưa ra cái câu chuyện của ông Baraba, đó, dân chúng nói tha Baraba, tha Baraba, thì Baraba vẫn là kẻ có tội. Còn dân chúng la lên đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá, thì Đức Giêsu vẫn là con Thiên Chúa, là đấng vô tội. Thế nhưng chúng ta cũng nhìn thẳng vào tâm hồn chúng ta, ai thì cũng thích người đời khen. Chúa khen thì âm thầm trong lòng đâu có ai biết. Người đời khen thì chúng ta vẫn vênh vang hơn, còn người đời chê thì chúng ta vẫn buồn hơn. Có một câu của vị thánh nào mà con cũng đã chia sẻ với cộng đoàn đấy, tức là khi chúng ta làm một cái điều gì, một điều xấu thì chúng ta sợ ánh mắt của người đời, nhưng mà chúng ta lại làm cái điều xấu trước mắt Thiên Chúa mà chúng ta chẳng sợ gì cả. Hay là nói thẳng là chúng ta sợ người đời hơn là sợ Chúa. Sợ người đời hơn là sợ Chúa. Nên là khi làm cái điều gì xấu thì là chúng ta phải che mắt thế gian. Nhưng mà trước mắt Thiên Chúa thì chúng ta cứ ngang nhiên làm. Ha. Câu của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận cũng là một lời nhắc nhở tất cả chúng ta. Ai trong chúng ta thì cũng thích người đời khen ngợi hết. Ai trong chúng ta thì cũng thích người đời vỗ tay hết. Xin cho chúng ta biết đổi lại. Cái quan trọng là Chúa khen chúng ta, chứ không phải người đời khen chúng ta. Người đời có thể khen, người đời có thể chê. Người đời khen chúng ta thì cũng không có nghĩa là chúng ta tốt hơn. Mà người đời chê chúng ta cũng không có nghĩa là chúng ta xấu đi. Tốt hay xấu là trong lòng chúng ta thôi. Chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Cần Chúa khen hơn là người đời khen. Có thể người đời chê bai chúng ta, nhưng mà Chúa khen là được. Vì thế mà Chúa dạy chúng ta đấy, khi làm việc lành phúc đức ấy, thì tay phải làm đừng cho tay trái biết. Bởi vì nếu mà chúng ta làm, chúng ta cho mọi người biết thì nói chung là người ta, rồi mọi người lại tôn vinh chúng ta. Dĩ nhiên thì cái câu này thì cũng ảnh hưởng đến cái việc của con, bởi vì mỗi khi con làm cái gì đó thì con cũng hay chia sẻ. Nhưng mà con cũng chỉ dám nghĩ đến ở một cái khía cạnh là con có chia sẻ ra những hoàn cảnh đó thì quý ông bà và anh chị em mới biết để mà cộng tác, để mà chia sẻ. Còn nếu mà con không có chia sẻ một cái gì cả thì có thể là chúng ta cũng 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 không có không không có biết, hay là cũng không có được nhắc nhở để mà chúng ta làm. Thế thì cái sự chia sẻ của chúng ta cũng chỉ là một cái gọi là những việc tốt thì nhân lên, những việc tốt thì nhân lên, và những việc chưa tốt, những việc xấu thì chúng ta bớt đi. Thế thì đây câu của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận nhấn mạnh cái quan trọng là được Chúa khen, đẹp lòng Chúa hơn đẹp lòng thế gian. Đẹp lòng Chúa hơn đẹp lòng thế gian, làm cái gì cũng phải nghĩ đến đẹp lòng Chúa, chứ không phải nghĩ đến lời tôn vinh, vinh hoa phú quý của thế gian. Rồi câu danh ngôn thứ hai, đừng bao giờ ngồi cùng bàn với người hay nói xấu người khác. Bởi ngay sau khi bạn đứng lên thì bạn sẽ là chủ đề tiếp theo của họ. Thật sự thì cái chuyện nói xấu người khác đó là một cái tội mà rất nhiều người cho chúng ta phạm, ngay cả bản thân con cũng hay phạm cái điều này. Tức là khi chúng ta thích ai thì chúng ta khen người ta tới tận mây xanh. Mà khi chúng ta ghét ai thì chúng ta tìm mọi cái xấu xa để mà moi móc cái xấu xa người ta ra.
Thật sự thì không ai là thánh, nên là người nào thì cũng có cái tốt và cũng có cái xấu. Và cũng có những người thì chỉ đi tìm cái xấu của người khác, và thậm chí là cũng gọi là tô son chạm, gọi là gì, bôi bôi tro trát trấu vào người khác. Thế thì tóm lại, xin cho chúng ta đừng có nói xấu ai cả. Xin cho chúng ta thấy những cái tốt của người khác, và nếu giả như người ta có những cái điểm chưa tốt thì cũng không phải là cái lý do để mà chúng ta kể lể cho người này người khác. Con cũng vậy. Thôi thì chúng ta tập nói tốt cho người khác. Không phải là người ta xấu mà người ta bịa ra chúng ta nói tốt, cũng không phải. Tức là chúng ta cố gắng nhìn ra những cái tốt của người ta, chứ không phải là mình bịa ra. Ví dụ như là người ta là một người gọi là hay chẳng bao giờ đi qua hàng xóm láng giềng để mà thăm viếng ai cả. Thế thì chúng ta nói tốt cho người ta, nói trời ơi, cái bà này chứ bà tốt với hàng xóm láng giềng lắm, bà đi thăm người ta dữ lắm. Cái này là chúng ta bịa chúng ta bịa ra thì cũng không phải, nhưng mà chúng ta tìm thấy cái tốt của người khác. Còn nếu những điều chưa tốt thì thôi, chúng ta yên lặng, không cần phải nói kể cái xấu của người này cho người khác nghe. Mà Chúa Giêsu dạy rằng nếu mà người bạn của chúng ta có một cái điều xấu thì chúng ta gặp riêng họ rồi giúp đỡ họ để cho họ có thể là vượt qua cái xấu đó. Đấy. Đấy, tức là nếu mà người ta có cái xấu thì chúng ta giúp cho người ta tốt hơn, chứ không phải là chúng ta kể lể. Thật sự thì đây là một cái tội mà con nghĩ là nó rất là, nó là trong chúng ta ai cũng có hết trơn đấy, mà trong đời tu của chúng con thì cũng có nữa. Tức là cứ gieo tiếng xấu, tức là luôn luôn là tìm cái xấu của người khác, luôn luôn tìm cái xấu của người khác. Có một câu danh ngôn thì cũng nói rằng là làm bao nhiêu điều tốt thì chẳng ai nhớ, mà làm một cái xấu cái là trời ơi, người ta nhân lên cả làng. Đừng bao giờ ngồi chung với những người hay nói xấu người khác, bởi vì khi chúng ta đứng lên thì chính chúng ta là chủ đề tiếp theo mà người ta bàn tham. Tóm lại, không lên nói xấu người ta, bởi vì chúng ta cũng có tốt hơn ai đâu nha. Nếu mà thấy cái điều không hay của người khác thì cố gắng cầu nguyện và giúp cho người ta, chứ không phải là nói xấu. Rồi, câu danh ngôn thứ ba của mẹ Teresa Calcutta: cầu nguyện không phải là cầu xin, cầu nguyện là đặt mình trong tay của Thiên Chúa, trong tâm tính của Ngài, và lắng nghe tiếng Ngài trong thẳm sâu tâm hồn của chúng ta. Tức là cầu nguyện không phải là xin theo ý mình, nhưng mà cầu nguyện là đặt cuộc đời chúng ta vào trong tay Chúa và cố gắng lắng nghe xem ý Chúa muốn làm sao. Ý Chúa lạy Chúa, con bây giờ con bị bệnh ung thư này, giờ ý Chúa làm sao? Ý con là con không muốn bệnh rồi đấy, ý con là con muốn khỏe rồi đấy, nhưng mà thôi, con đặt cuộc đời con trong tay Chúa, ý Chúa làm sao cho con biết. Nếu Chúa muốn con vẫn phải chịu căn bệnh này thì xin Chúa thêm sức cho con, để cho con vâng lời đón nhận. Cầu nguyện không phải là xin này xin cái kia theo ý mình, mà cầu nguyện là đặt mình vào trong tay Chúa, trong tâm tính của Chúa, và lắng nghe tiếng Ngài trong thẳm sâu tâm hồn của chúng ta. Thật sự là cầu nguyện là cũng, con thì con cứ cầu nguyện chân thành lắm. Ví dụ như là con nói với Chúa là: Chúa ơi, sao tự ý con thích đi truyền giáo Campuchia. Thế là con cũng nói với Chúa cái điều đó. Con cũng muốn đồng hành với quý sơ trong cái việc chăm lo cho các bệnh nhân và cho những người nghèo, con cũng muốn cái điều đó. Thế thì nếu đây là điều đẹp lòng Chúa thì Chúa cũng chúc lành và thêm sức cho con. Rồi khi đi thăm bệnh nhân đi, nhất là bệnh nhân ung thư, thì con nói: trời ơi, Chúa ơi, cái bệnh này chắc chết quá. Nhất là bệnh nhân mà có lần con nói đó là con sợ cái bị ung thư vòm họng bởi vì con là cái người nói, mà ngày nào con nói dữ lắm. Đấy, thấy những người bị ung thư vòm họng, người ta cắt cái cổ luôn này, cắt cổ luôn này. Trời ơi, đâu có nói chuyện gì đâu mà mỗi lần đi thăm họ, vì họ không có đánh răng được này, hay là cái ung bướu trong này nó có cái mùi nó rất là khó chịu. Thì con cũng nói với Chúa là: Chúa ơi, nếu mà bị mắc cái bệnh này thì con là con không có chịu rồi đó, con là con không không có thích bị cái bệnh này rồi đó, con thấy rằng là khó khăn quá. Đấy, thì thôi thì Chúa cũng biết rõ ý con là như vậy, nhưng mà giả như mà nếu sau này Chúa vẫn muốn con phải chịu những cái đau khổ như thế này ấy, thì con van xin Chúa thêm sức để cho con vâng lời Chúa cho nó trọn vẹn. Cầu nguyện không phải là xin cái này xin cái kia theo ý mình, mà cầu nguyện là đặt mình trong tay Thiên Chúa và cố gắng lắng nghe ý Chúa muốn chúng ta như thế nào. Rồi, câu danh ngôn tiếp theo của Thánh Catalina Siena: hãy công bố sự thật và đừng im lặng vì sợ hãi. Câu này cũng là câu con rất là thích. Đây là câu danh ngôn thứ tư:
Hãy công bố sự thật và đừng im lặng vì sợ hãi. Thật sự thì cuộc sống này thì ma quỷ nó kiềm chế chúng ta lắm, có nhiều điều chúng ta không có nói, không có nói ra được. Ví dụ như thấy những cái điều sai trái chúng ta cũng chẳng dám nói. Trong đời tu của anh em chúng con cũng vậy, nên cũng có những cái điều mà đôi khi nói ra sợ mất lòng nhau, nên là thôi thì chúng ta cứ im lặng và cái xấu nó cứ chỉnh hình ở đó hoài. Nói đến đây lại nhớ lại cái chuyện mà hôm qua em đi tỉnh về đấy, tác giả nói rằng là tác giả đặt cái câu chuyện là có một anh chàng này yêu một cái cô gái, cả hai cùng ở nhà quê cả, rồi thời thế thay đổi thì cô gái lên thành phố đi làm. À, sau ít ngày đi làm trên thành phố về thì là không còn là cái khăn mỏ quà hay là cái quần nai đen hay là nữa, mà lúc đấy thì là tóc bù nhuộm lên rồi môi son má phấn. Thế thì anh chàng này đứng ở đầu làng đón người yêu về, và khi thấy người yêu thay đổi quá thì anh ta cảm thấy rất là buồn. Cái buồn ở đây nó coi như là mất cái người yêu rồi. Mất người yêu đây không có, cũng chưa hẳn là cô ta không còn yêu anh này nữa, mà cô ta đã thay đổi. Cô ta không còn là cô ấy nhu mì như ngày xưa. Thế nhưng mà thấy cái cô ta như vậy thì anh chàng cũng không dám nói, chỉ buồn trong lòng thôi. Bởi nói ra sợ mất lòng em. À, van xin em cứ giữ nguyên quê mùa. Thế thì Thánh Catarina Siena dạy tất cả chúng ta là cái gì sự thật thì chúng ta cũng nên nói. Mà dĩ nhiên là chúng ta nói là nói phải nói trong sự khôn ngoan. À, ví dụ giả sử như là chúng ta đi vô tình chúng ta đi công việc thì chúng ta thấy là anh chồng của cái chị hàng xóm đi nói chung là đi vào cái tiệm massage nó không có được lành mạnh, phải không? Thế thì chúng ta cũng thấy cái điều đó, cái mình về cái mình sòng sọc mình qua nhà người ta mình nói bà biết gì chưa, tôi nói cho bà biết sự thật này nghe, sự thật này đau lòng lắm đó. Chồng của bà tôi thấy đi vô cái tiệm massage đó mà tôi nghĩ 100% là ông ta là nói cái chuyện xấu xa trong đó rồi. Thế mà trời đất ơi, sao lại đi nói như vậy? Bảo sự thật thì phải nói. Cái sự thật này mà nói ra thì nó vô duyên. Trời vô duyên gì đâu mà Chúa nói rằng là nếu người anh em của con có lỗi thì làm mình cách nào đó khôn ngoan kín đáo. Một mình chúng ta với người đó, vô duyên cái tội của người ta đi nói trình hình ra vậy sao được ha. Tức là hãy công bố sự thật. Sự thật thì phải nói, nhưng mà nói như thế nào thì chúng ta phải cầu xin Chúa cho chúng ta biết nói như thế nào để mà giúp đỡ người khác, chứ không phải nói như là mình cắt cổ người ta. Mình nói như thế nào để giúp người ta tốt hơn, chứ không phải là nói toạc người ra như vậy rồi để cho người ta xấu hổ ha. Hãy công bố sự thật và đừng im lặng, tức là nếu cái sự thật đúng thì chúng ta cũng nhân lên. Và cái điều đó là một cái điều xấu trong giáo xứ, trong gia đình, trong xã hội thì chúng ta cũng phải tìm cách để mà nói cái sự thật, nói cái điều này ra để mà mọi người có thể là tốt hơn. À, mà tóm lại là chúng ta đi theo Chúa là đi theo cái sự thật. À, và sự thật của tất cả mọi sự thật là Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Chúng ta cần phải nói Chúa Giêsu cho tất cả mọi người thì đây là một sự thật. Chúa Giêsu là Chúa của tất cả chúng ta, Đấng đã chết đã sống lại, và tất cả những ai đi theo Đức Giêsu sẽ được sống lại. Đó là sự thật, cần phải loan báo, nói cho tất cả mọi người. Rồi còn tất cả những cái việc khác thì nó cũng là những cái sự thật hàng ngày thì chúng ta cần phải khôn khéo trong cái việc mà động viên hay là giúp đỡ người anh em của chúng ta vượt qua những lỗi lầm. Rồi câu danh ngôn thứ năm, ở đời ấn tượng bởi những người có trách nhiệm với lời nói của họ, không cần nói nhiều, chỉ cần nói được và làm được. Nói và làm, ấn tượng đó là những người nói và làm, không cần phải nói nhiều, nhưng mà nói được làm được. Nói được làm được, con thấy câu này cũng là một câu nhắc nhở cho chính bản thân con này. Này xin cho con nói thì con cũng cố gắng con làm những cái gì mình nói. À, bây giờ thì con cũng mấy bữa nay thì con vẫn nói với cộng đoàn đó là chuẩn bị trung thu cho các em, thì thôi thì có một vài cái bánh để cho các em, và con cũng đang cố gắng. Sáng nay lễ xong là con shipper liền đi tới nhà cái bà này, bà cũng đơn sơ lắm nha. Bà nói trai con có 100 bánh trung thu con làm thêm đó, cha ghé vô lấy nghe. Kêu ghé làm sao, kêu là sáng là 6 giờ là con đi nấu cơm từ thiện rồi nên là cha phải ghé trước 6 giờ. À, vậy càng tốt. Tôi dâng lễ 5 giờ 5 rưỡi xong rồi tôi ghé tôi lấy luôn. À, thế này ghé sớm thì lên, lúc con ghé xong thì khoảng 6 giờ cái 15 ghé
Ghé vô cái bạn nói trời hôm nay á đợi cha lên lấy bánh á, con không có đi lễ 5 giờ được nữa. Kêu hôm qua sao chị không nói, hôm qua chị nói là ghé trước 6 giờ, vì 6 giờ chị đi nấu cơm từ thiện thì tôi ghé, chứ nếu mà chị nói là chị đi lễ thì tôi lại xếp vào cái giờ khác. Kêu thôi cha đến rồi thì cha lấy đi. Ở đời ấn tượng là những người nói có trách nhiệm với lời nói của mình, không cần nói nhiều nhưng mà nói là phải làm. Chúa Giêsu, Thiên Chúa nói là Thiên Chúa cứu độ chúng ta, nên là Chúa làm bằng cách là Chúa cho Đức Giêsu đến trần gian chết thay cho tất cả chúng ta. Đó là 5 câu danh ngôn chúng ta học hỏi sáng hôm nay. Sáng hôm nay thì cũng có một bà ở, nói chung là cách tu viện con khoảng 10 cây số, thì bà mang lên cho con này có 2 cái thùng quần áo cũ. Thì thôi thì đối với bà là rất là quý rồi đó, rất là quý. Thì bà nói cha, con biết cha muộn quá, chứ nếu mà con biết cha sớm thì con thuở con đi làm thì con có tiền con giúp cha, chứ bây giờ con hết đi làm con đâu có tiền đâu, thì giờ thôi thì con cũng quần áo con không có mặc nữa thì con để lại cho cha. Kêu nếu biết sớm là biết bao nhiêu rồi, nếu biết sớm thì biết khoảng 20 năm trước. Và trời ơi, 20 năm trước hồi đó tôi con còn đang học đi học mà làm sao mà biết, lúc đó con cũng có làm được cái gì đâu, có cho tiền con cũng đâu giúp được ai đâu. Nhưng mà thật sự thì con nghĩ là chắc là Chúa rất là hài lòng với cái bà cụ này. Bà gom quần áo, nhưng mà thật sự là quần áo của mấy bà già, nên con nghĩ cũng hơi khó cho người khác. Nhưng mà bây giờ cái lòng của bà thì biết sao giờ. Đấy, con nghĩ là Chúa nhận rồi đó, nhận 100% đó. Đấy, thì con cũng vẫn cứ đưa cho các sơ để xem là có bà cụ nào nghèo hơn có thể mặc được những cái đồ của bà cụ này thì cũng là điều điều tốt. Hay là có cô nào có lòng thì mua lại giùm cha đi, mua lại giùm cha đi, cha lấy tiền. Rồi, kính thưa cộng đoàn, đó là 5 câu danh ngôn, rồi con xin được đọc lại nghe. Đọc lại 5 câu danh ngôn nha. Câu thứ nhất của cha của Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận: mọi người khen con mà Chúa chê con thì được ích gì? Mọi người chê con mà Chúa khen con thì thấy là một cái phúc cho con. Khi người ta khen ông Baraba, tha Baraba vẫn là tội nhân. Và khi người ta chê Chúa Giêsu đóng đinh nó vào thập giá, Chúa vẫn là còn Thiên Chúa là đấng vô tội. Thế thì điều quan trọng là Chúa khen hơn là thế gian khen. Được Chúa khen chứ không phải là được thế gian khen. Câu thứ hai: đừng bao giờ ngồi cùng bàn với những người hay nói xấu, bởi khi chúng ta đứng lên thì họ nói xấu chúng ta ngay luôn. Tóm lại, cố gắng đừng nói xấu, đừng bới móc cái xấu của người khác ra. Cố gắng tìm ra cái xấu của mình chứ đừng tìm cái xấu của người khác. Câu thứ ba của mẹ Teresa Calcutta: cầu nguyện không phải là xin cái này xin cái kia theo ý mình, mà cầu nguyện là đặt mình vào trong tay Thiên Chúa và cố gắng lắng nghe ý Chúa muốn chúng ta như thế nào. Rồi câu thứ tư: hãy công bố sự thật và đừng im lặng vì sợ hãi. Sự thật của mọi sự thật là Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Chúng ta cần phải nói cho tất cả mọi người. Và trong cuộc sống hàng ngày thì cũng có những cái đúng cái sai theo luật của Thiên Chúa, thì thôi thì chúng ta cũng cần phải lên tiếng khi thấy những cái điều sai trái, và chúng ta cũng cần lên tiếng khi thấy những điều tốt để mà ủng hộ cái tốt, động viên mọi người làm cái tốt. Rồi câu thứ năm: ở đời ấn tượng bởi những người có trách nhiệm với lời nói của họ. Không cần phải nói nhiều, chỉ cần nói được và làm được. Chỉ cần nói được và làm được. Xin cho chúng ta biết nói những lời tốt lành và chúng ta cũng làm được những lời tốt lành. Chúng ta cũng cứ nhẩm nhẩm cái điều này: sống là để làm điều tốt, sống là để làm điều tốt cho Chúa, cho bản thân và cho tất cả anh chị em. Con xin hết lòng cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.